Vâng, xin được mến chào toàn thể quý anh chị và các bạn đã trở lại với chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Trung Ô Tô, có địa chỉ 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và hôm nay em lại rất vui khi giới thiệu thêm cái mẫu xe bán tải mới được về bên em. Đó là chiếc xe Mitsubishi Triton, chiếc này đời 2019 các bạn nhé. Máy dầu số sàn một cầu ạ. Giá chiếc này thì rất là êm ái các bạn, loanh quanh chỉ hơn 500 thôi. Và bây giờ em xin giới thiệu qua về chiếc xe. Còn ngoại thất thì xe vẫn là được trang bị là cái form cũ bác nhá. Màu sơn thì là màu đen. Nói chung nhìn chung sơn zin còn rất là nhiều. Mặc dù là bán tải nhưng mà đi thì sử dụng thì cũng tương đối đấy, chứ không phải là quá nhiều. Đời 2019. Các bác thấy này, xe một cầu nên là được trang bị bộ mâm là nhỏ hơn, đúng không ạ? Mâm có 16 inch thôi. Đó. Đem đi một vòng để giới thiệu qua về phần ngoại thất của xe. Các bác thấy nước sơn còn rất là đẹp nhá. Chiếc xe này là tư nhân một chủ, những chiếc xe đã được mang biển tỉnh các bạn, mang biển tỉnh các bạn nhé. Còn bên trong nội thất thì ghế đã được bọc ghế da, đúng không? Trang bị thì gọi là cơ bản thôi, cũng không được nhiều lắm, đúng không? Như bác thấy, xe đi được 6.8 các bác nhé, 6.8, màn hình thì vẫn nguyên bản, chưa được lên màn Android, đúng không ạ? Trần thì bác này cũng rất cẩn thận rồi, vì bán tải thì nhiều khi chúng ta đi ở các cung đường thì bác ấy cũng đã bọc cái trần ni lông rất là sạch sẽ. Đó, nội thất thì cũng rất là ổn nha bác nhá. Nội thất cũng rất là ổn, đúng không ạ? Đây, bác thấy khoang nội thất thứ hai. Đó, cũng như hàng ghế thứ hai đấy. Khoang chở người thì với bán tải thì chúng ta đã bị mất cái diện tích thùng đằng sau rồi, nên đằng sau là ghế thì cũng gọi là ngồi được khoảng 3 tới 4 người. Nói chung là ghế ra thì cũng rất là căng, đằng sau này chắc là cũng ít sử dụng. Và hiện nay trên cái thị trường xe đã qua sử dụng thì chiếc Mitsubishi Triton máy dầu số sàn có giá chỉ loanh quanh khoảng độ hơn 500 một chút thôi quý anh chị ạ. Hơn 500 một chút nhé, là quý anh chị có thể mang được một chiếc xe rất là tuyệt vời, đúng không ạ? Xe vừa kết hợp chở chúng ta đi chở người hay cũng như chở hàng cũng rất là ổn nhé. Và quý anh chị nào có quan tâm đến chiếc xe thì xin vui lòng liên hệ trực tiếp với em theo số điện thoại là 0965 822 782. Em tên là Trung, siêu thị Tobica Hà Nội, 26 đường Cầu Diễn, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Và tới đây, chuyên mục xe cũ đã qua sử dụng của Nguyễn Trung Ô Tô xin được tạm dừng. Hẹn gặp quý anh chị vào những video clip tiếp theo. Quý anh chị đã có quan tâm thì cho em Trung xin một like, một đăng ký kênh để kênh của em Trung ngày một hoàn thiện hơn ạ. Và lời cuối em xin kính chúc toàn thể quý anh chị một ngày với nhiều sức khỏe, bình an và gặp nhiều may mắn ạ. Em xin chân thành cảm ơn ạ.